chủ sơn thần cao tràng phổ chiếu được muốn giải thoát quan sát tất cả tâm giả thích của chúng sinh để nghiêm tịnh các căn vị chủ sơn thần cao tràng phổ chiếu cao tràng của ngài phóng ra quang minh chiếu sai khắp tất cả thân của chúng sinh ngài quan sát tất cả tâm của chúng sinh hoàn hỷ thích gì thì đều khiến cho họ đầy đủ sau đó lại trang nghiêm mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn cho thanh tịnh sáu căn nghiêm tịnh là rõ dữ giới, giới luật Mắt chẳng tùy tiện nhìn sắc đẹp, tai chẳng tùy tiện nghe tiếng, mũi chẳng tùy tiện ngửi mùi, lưỡi chẳng tùy tiện nếm vị, thần chẳng tùy tiện xúc giác, ý chẳng tùy tiện biết pháp. Ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ sơn thần ly trần bảo kế, được môn giải thoát, trong vô biên biển kiếp, siêng tinh tấn chẳng nhàm mỏi. Vị chủ sơn thần ly trần bảo kế, Ngài đã lìa khỏi thế giới hồng trần, đắc được cảnh giới thanh lương. Ngài có búi tóc bảy bóng trang nghiêm, một bụi trần cũng không nhiễm, thành tịnh quang minh. Ngài thấy được khi Phật ở trong vô biên biển kiếp, luôn luôn đều tu hành tinh tấn, chẳng khi nào nhàm chán, từng phút từng giây, đều tinh tấn dũng mãnh, Ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ sơn thần quang chiếu thập phương, được môn giải thoát, dùng vô biên công đức quang minh khắp giác ngộ. Vị chủ sơn thần quang chiếu thập phương, Chí huệ quang minh của Ngài chiếu hút khắp mười phương thế giới. Ngài dùng vô lượng vô biên công đức quang minh chiếu soi khắp hết thảy chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh thấy được quang minh này, thì đều có thể giác ngộ, giác ngộ thế giới đa bà khổ nhiều vui ít, thế giới kịch lạc chỉ có vui mà chẳng có khổ, Ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ Sơn Thần Đại được Quang Minh được môn giải thoát hay tử thành thục lại khiến cho chúng sinh bỏ lìa hạnh ngu mê. Vị chủ sơn thần đạt được quang minh, có sức lực rời núi, phóng ra quang minh rất mãnh liệt, khiến cho yêu ma quỷ quái ở trong núi và lị mị vọng lượng đều chẳng dám tác quái. Ngài tự thành thục quả giác vô thượng viên mãn và cũng khiến cho tất cả chúng sinh xả bỏ lìa khỏi hành vi ngu si mê hoặc mà khai mở đại trí huệ, thấu rõ thị phi, Ngài đắc được môn giải thoát này chủ sân thần oai quang phổ thắng được môn giải thoát cứu tất cả mọi sự khổ khiến cho chẳng còn dư thừa vị chủ sơn thần oai quang phổ thắng đại oai quang của ngài phổ khắp thủ thắng ngài đắc được cảnh giới thấu rõ phật cứu tất cả khổ của chúng sinh khơi khiến cho tất cả chúng sinh đắc được an lạc ngài hay khiến cho chúng sinh chẳng còn khổ nữa hoàn toàn tiêu diệt sạch ngài đắc được môn giải thoát này chủ sơn thần vi mật quang luân được một giải thoát sẽ nói giáo pháp quang minh hiển thị tất cả công đức của như lai vị chủ sơn thần vì mặt quang luân có quang luân vi diệu nghiêm mật quang luân đó phóng ra vô lượng trí huệ quang chiếu soi hữu tình và vô tình ở trong núi đều nghe được phật pháp ngài diễn nói tất cả giáo pháp sẽ nói tam tạng 12 bộ tất cả kinh điển ngài dùng quang để nói pháp dùng quang để hiển thị tất cả công đức của như lai tu hành trong quá khứ Ngài đắc được môn giải thoát này. Chúng ta phạm phù chẳng đắc được thần thông cho nên không hiểu được cảnh giới này. Nếu đắc được ngũ nhãn, lục thông, thì sẽ nhìn thấy trong quảng mình cũng có Phật, cũng có Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, cũng có tất cả chúng sinh. Có thánh nhân ở trong đó đang diễn nói giáo Pháp, cũng có chúng sinh đang ở đó nghe Pháp. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Phạm là cao tăng thời xưa đều có thần thông diệu dụng. Vào đời nhà Tấn có vị cao tăng hiệu là Phật Đồ Trừng Tam Tạng vì cảm hóa kẻ giết người là Thạch lặc và Thạch Hổ mà hiện đủ thứ thần thông khiến cho hai người đó kiển thành tín ngưỡng Phật giáo, sửa đổi tánh ác tàn nhẫn. Hiện đại, Lão Hòa Thượng Hư Vân cũng có thần thông diệu dụng. Mọi người muốn biết thì hãy đọc quyển tự truyện của Ngài Hư Vân thì sẽ biết. Chủ Sơn Thần Phổ Nhãn Hiện Kiến được môn giải thoát khiến cho tất cả chúng sinh cho đến ở trong mộng cũng tăng trưởng căn lành. Vị Chủ Sơn Thần phổ nhãn hiện kiến, mắt của ngài có thể quan sát khắp cảnh giới hiện ra gần hoặc xa. Ngài đáp được cảnh giới của Phật, khiến cho tất cả chúng sinh chẳng những đúc tình làm biểu thiện, tăng trưởng căn lành, tu phước, tu huệ, bố thí, thuyết pháp lợi ích chúng sinh, mà dù ở trong mộng cũng khiến cho chúng sinh đáp được pháp ích. Ngài vì chúng sinh mà nói pháp khổ, không vô thường, vô ngã, vân vân Khi chúng sinh tỉnh dậy, liền chứng đạo quả, Ngài đã được môn giải thoát này. Có khi Phật Bồ Tát ở trong mộng của chúng sinh hiện ra giả dạ xoa hoặc la sát đáng sợ để uy hiếp người. Người bị uy hiếp thì sẽ sợ hãi, tầm nghĩ. Hãy mau sớm tu hành, đây là quỷ vô thường đến nhiễu loạn, mình chẳng cách trì ứng phó với nó. Do đó mà sinh tâm tu đạo, đừng cho rằng nằm mộng sợ hãi là điểm không cát tường, kỳ thật là cắt tường nhất, vì dạy bạn phát bồ đề tâm, hiểu rõ đời người là hư vọng, như thế mới khiến cho bạn tăng trưởng căn lành, phát tâm bồ đề, cầu đạo vô thượng, đắc quả bồ đề. Đó là pháp môn phương tiện của Phật Bồ Tát, chủ sân thần kim cang kiên cố nhãn được môn giải thoát xuất hiện vô biên biển đại nghĩa lý. Vị chủ sân thần kim cang kiên cố nhãn, mắt của ngài sáng như kim cang rất là kiên cố. Bất cứ vật gì cũng phá chẳng được. Mắt kim cang kiên cố này biết rõ tất cả ma vương, dạ xoa la sát, quỷ quái. Vì có sự tác dụng như thế cho nên ngài quản lý núi đều rất an ninh. Ngài xuất hiện vô lượng vô biên nghĩa lý đại pháp, sâu rộng như biển cả, ngài đắc được môn giải thoát này. Bây giờ chủ sơn thần bảo phòng khai hòa, nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp tất cả chúng chủ sơn thần mà nói bài kệ rằng lúc đó vị chủ sơn thần bảo phong khai hoa nương đại oai thần lực của Phật thích ca mâu ni quán sát khắp tất cả chúng chủ sơn thần ở trong hội hoa nghiêm tại sao chẳng nói là sức lực của mình sức thần thông của mình vì Phật thích ca là thuyết pháp chủ của pháp hội hoa nghiêm vì tôn trọng mà nói như thế bởi vị chủ sơn thần này là đại biểu cho vô lượng vô biên chúng chủ sơn thần làm thượng thủ của họ nếu ai ai cũng đều nói ra thì e rằng suốt thùa vị lai cũng nói chẳng hết bài kệ này là vị chủ sơn thần bảo phong khai hoa nói còn các chủ sơn thần kia mỗi người nói ra một bài kệ để khen ngợi cảnh giới của phật sự tù thắng hạnh không bờ mé nên được thần thông cũng vô lượng Pháp môn rộng mở như xấu bụi đều khiến chúng sinh tâm ngộ hỉ. Xưa tù thắng hạnh không bờ mé, tổ xưa Phật tu đủ thứ hạnh môn thủ thắng, song thắng hạnh này chẳng có bờ mé, chẳng có số lượng, nên được thần thông cũng vô lượng. Vì thổ xưa Phật tu thắng hạnh vô biên cho nên đắc được thần thông cũng vô lượng. chẳng cách chi biết được. Pháp môn rộng mở như số bụi, pháp môn khai mở rộng lớn, nhiều như số hạt bụi, tại sao phải có nhiều pháp môn như thế? Vì chúng sinh nhiều như hạt bụi, cho nên dùng số pháp môn nhiều như hạt bụi để giáo hóa số chúng sinh nhiều như hạt bụi, đều khiến chúng sinh thâm ngộ hỷ. Tuy có pháp môn nhiều như số hạt bụi, nhưng khiến cho tất cả chúng sinh hoàn toàn minh bạch được chân thật nghĩa của Phật Pháp, đều liễu ngộ thâm sâu mà sinh hoan hỷ. Các tướng, nghiêm thần khắp thế gian, quảng mình lỗ lông đều thanh tịnh, đại từ phương tiện bày tất cả hoa lâm diệu kế ngộ môn này. Các tướng nghiêm thân khắp thế gian, các tướng tức là 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, nghiêm thân tức là trang nghiêm thân Phật khắp thế gian tức là đầy khắp tất cả thế gian, thần Phật là tướng tốt quang minh chẳng gì sánh bằng, vô tại vô bất tại, cho nên khắp cùng thế gian. Quang minh lỗ lông đều thanh tịnh, mỗi lỗ lồng của Phật đều phóng ra vô lượng quang minh. Ở trong vô lượng quang minh lại phóng ra vô lượng quang minh, đủ thứ vô tận, quang minh chiếu với nhau, chiếu soi tất cả thế gian đều thanh tịnh. Đại từ phương tiện bày tất cả. Phật dùng tâm đại tử bi để ban cho chúng sinh mọi niềm vui, cứu mọi sự khổ của chúng sinh. Phật dùng đủ thứ phương tiện pháp môn khiến cho chúng sinh sinh ra niềm tin tâm nguyện và tâm hạnh lại dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để khai thị chúng sinh khiến cho họ giác ngộ pháp thế gian là vô thường khổ không vô ngã bất tịnh pháp xuất thế gian là thường lạc ngã tịnh bất không hoa lâm diệu kế ngộ môn này vị chủ sơn thần hoa lâm diệu kế ngộ được môn giải thoát này thân phật hiện khắp không bờ mé mười phương thế giới đều sung mãn các căn nghiêm tịnh thấy được vui pháp này cao trà ngộ vào được Thân Phật hiện khắp không bờ mẹ, pháp thân của Phật tận hư không khắp pháp giới, chẳng có chỗ hạt bụi nào mà chẳng phải là pháp thân của Phật ở uh, tại đó, cho nên nói thân Phật hiện khắp chẳng bờ mẹ. Mười phương thế giới đều sung mãn, pháp thân của Phật chẳng phải chỉ xuất hiện trong một thế giới, mà là hết thảy thế giới trong mười phương đều sung mãn pháp thân của Phật. Các cần nghiêm tịnh thấy được vui. 32 tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp của Phật đều trang nghiêm thành tịnh Phạm là chúng sinh nào thấy được Phật thì đều sinh tâm hoàn hỷ. Pháp này cao tràng ngộ vào được cảnh giới môn giải thoát này. vị chủ sân thần cao tràng phổ chiếu ngộ hiểu thấu rõ mà vào được. nhiều kiếp siêng tu chẳng giải đãi chẳng nhiễm thế pháp như hư không đủ thứ phương tiện hóa quần sinh ngộ pháp môn này tên bảo kế. Nhiều kiếp siêng tu chẳng giải đãi, nhiều kiếp tức là vô lượng đại kiếp, tức cũng là từ vô thủy kiếp đến nay, siêng tu tức là chẳng giải đãi, thời khắc siêng năng tu hành. Phật trải qua vô lượng đại kiếp, siêng tu hành chẳng giải đãi, tinh tấn lại tinh tấn. Chúng ta đạp Phật thất từ 4 giờ sáng bắt đầu đến 10 giờ khuya mới nghỉ, suốt ngày chẳng có thời gian nghỉ ngơi, đều dụng công niệm Phật đó là siêng tu sinh tu giới định huệ sẽ diệt tham sân si đây là pháp môn cơ bản của phật giáo chúng ta đã thiện thất dù một giây thời gian cũng không để đúng qua có thể trong một giây thời gian đó bạn sẽ khai ngộ cho nên càng phải tinh tấn sáng sớm từ hai giờ rưỡi đã bắt đầu đến 12 giờ đêm mới đi ngủ mỗi ngày chỉ ngủ hơn hai tiếng đó tức là siêng tu tại sao phải khổ như thế vì khổ hành mới là chìa khóa khai ngộ có thể khai mở cửa trí huệ sự sinh tù của chúng ta có thời gian đà Phật thất là một tuần lễ, còn đà thiền thất là hai tuần lễ, về sau tăng lên ba tuần lễ, nhưng Phật chẳng có thời gian định kỳ. Mà là ngày ngày tinh tấn, tháng tháng tinh tấn, năm năm tinh tấn, tức cũng là thời khắc siêng tinh tấn, chẳng có chút giải đãi, chẳng nhiễm thế pháp như hư không, pháp thế gian là tài sắc danh thực thủy năm dục, hư không thì thanh tịnh chẳng ô nhiễm. Phật chỉ biết xiền tù pháp xuất thế cho nên chẳng nhiễm pháp thế gian giống như hư không. Chúng ta người thế gian hay thích ăn đồ ngon, mặc đồ đẹp ở nhà tốt. Vì có pháp nhiễm ồn như thế cho nên tù pháp xuất thế chẳng thành công. Nếu hút xem nặng bên pháp thế gian thì bên kia pháp xuất thế sẽ nhẹ đi. Còn nếu xem pháp xuất thế nặng thì pháp thế gian sẽ nhẹ đi. Đạo lý này rất nông cạn, chỉ cần buông bỏ được năm dục thì mọi vấn đề giải quyết được đủ thứ phương tiện hóa quần sinh. Vì Phật siêng tù vô thượng đạo chẳng nhiễm pháp thế gian nên thành tựu Phật đạo. Sau khi thành Phật, Ngài dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để giáo hóa quần sinh. Tại sao phải dùng đủ thứ phương tiện pháp môn? Vì chúng sinh quá nhiều loài, có tứ sinh cửu hữu, 12 loại khác nhau. Cho nên dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để giáo hóa chúng sinh. Ngộ pháp môn này tên bảo kế, vị chủ sơn thần liễu ngộ được pháp môn giải thoát này tên là chủ sơn thần đi trần bảo kế ngài minh bạch được cảnh giới này chúng sinh mùa tối vào đường hiểm và thương xót họ phóng quang minh khiến khắp thế gian ngủ tỉnh dậy oai quang ngộ được sinh hoàn hỷ chúng sinh mùa tối vào đường hiểm chúng sinh tức là động vật có máu có khí bạn tôi họ đều bao quát trong đó buổi tối hít thức là người chẳng có mắt, nhìn chẳng thấy ánh sáng. Đường hiểm là con đường nguy hiểm eo hẹp, chẳng bằng phẳng. Chúng sinh quá ngu si, tuy nhiên muốn đi con đường bằng phẳng. Nhưng vì chẳng có mắt cho nên đi trên con đường đen tối Con đường nguy hiểm đó chẳng những có hầm hố lại có đá Hoặc có xài lang hổ báo Hoặc có yêu ma quỷ quái Cũng có dạ xoa la sát đang ở trên đường hiểm đợi bạn tất cả chúng sinh trong thế gian vốn muốn tìm cầu thiện pháp tu hành đã được giải thoát song vì quá ngu si nên pháp hay cũng chẳng biết cho nên dễ nằm vào đường tà lạc vào bằng môn tà đạo mà mình vẫn không hay biết cho rằng pháp của mình tu là tránh pháp đạo của mình hành là tránh đạo kết quả sau khi chết rồi rớt vào địa ngục mà cũng chẳng biết là đường hiểm Do đó, người tu đạo phải có mắt tròn phát mới có thể hướng đi trên con đường tránh thẳng đến niết bàn. Phật thương xót họ phóng quang minh, Phật thương xót chúng sinh buổi tối cho nên phóng ra quang minh chiếu soi loại chúng sinh này, khiến cho họ khai mở mắt trí huệ. Đừng lấy phải làm trái, lấy trái làm phải, càng đừng lấy đen làm trắng, lấy trắng làm đen, để khỏi mộng tưởng điên đảo đắc được yếu kính niết bàn. Kiến khắp thế gian ngủ tỉnh dậy, Phật phóng quang minh, chiếu soi chúng sinh để khiến cho chúng sinh trong thế gian từ trong mộng mà giác ngộ, minh bạch thế gian là khổ, là vô thường. Hoài quang ngộ được sinh hoan hỉ, cảnh giới này vị chủ sơn thần quang chiếu thập phương, thấu rõ ngộ được nên sinh tầm đại hoan hỉ. Sửa trồng các cõi rộng tu hành, cúng dường bụi cõi vô số Phật, khiến chúng sinh thấy phát nguyện lớn, muôn này, địa đại lực ngộ được xưa trong các cõi rộng tu hành xưa kia khi phật chưa thành phật cũng giống như chúng ta phật ở trong tam giới 25 cõi và tầm nguyện rộng lớn tu hạnh môn rộng lớn cho nên thành phật cúng dường bụi cõi vô số phật thủ xưa phật tu hành như thế nào là cúng dường nhiều vị phật như số hạt bụi tại sao phải cúng dường phật vì phật là người có đạo đức nhất của thế gian và xuất thế gian là người có tu hành nhất là người có trí huệ nhất Phật là đại thánh nhân lưỡng túc tôn viên mãn giác, phước cũng đủ, huệ cũng đủ, chứng được quả vị viên mãn đại giác cho nên phải cúng dường Phật. Có người nói, tôi muốn cúng dường chúng sinh không biết được chăng, được cho con chó ăn hoặc cho con mèo ăn đều là cúng dường, nhưng chẳng có công đức. Trong kỳ 42 chương nói rất rõ ràng, cúng dường cho 100 người ác chẳng bằng cúng dường cho một người thiện cúng dường cho một ngàn người thiện chẳng bằng cúng dường cho một người giữ nam giới cúng dường cho một vạn người giữ nam giới không bằng cúng cho một vị tỷ kheo hoặc tỷ kheo ni cúng dường cho một vạn vị tỷ kheo hoặc tỷ kheo ni chẳng bằng cúng dường cho một vị thánh nhân sơ quả cúng dường cho một ngàn vạn thánh nhân sơ quả chẳng bằng cúng dường cho một vị thánh nhân nhị quả cúng dường cho một vạn vạn vị thánh nhân nhị quả chẳng bằng cúng cho một vị thánh nhân tam quả cúng dường cho một trăm vạn vạn vị thánh nhân tam quả chẳng bằng cúng dường cho một vị thánh nhân tứ quả a la hán cúng dường vô lượng vị tứ quả a la hán chẳng bằng cúng dường cho một vị vô tù vô chứng tức là phật chẳng cần tu cũng chẳng cần chứng vì phật mọi việc đã làm xong chẳng còn thọ thân sau nữa ba giác tròn vạn đức đầy cho nên phải cúng dường phật cho nên khi Đức Phật tu hành ở tại nhân địa thì cúng dường Phật, chẳng phải chỉ cúng dường một vị Phật mà là cúng dường vô lượng vị Phật, nhiều như hạt bụi trong cõi nước. Vì cúng dường Phật nhiều như thế cho nên tăng trưởng vô lượng căn lành và tướng tốt trang nghiêm. Khiến chúng sinh thấy phát nguyện lớn, khiến cho chúng sinh thấy được Phật, Đều phát nguyện lớn, nguyện tức là chiếc thuyền qua sông, chẳng phát nguyện thì không thể qua sông sinh tử đến bờ bên kia. Do đó, quy củ của chùa Kim Sơn chúng ta là phàm là xuất gia sa di hoặc sa di ni, nhất định phải phát nguyện lớn, sau đó mới thành tựu quả vị lớn, chẳng phát nguyện thì chẳng thành quả. Bồ Tát Phổ Hiền phát 10 đại hạnh nguyện, Bồ Tát Quán Thế Âm phát 12 đại nguyện, Bồ Tát Địa Tạng phát 18 đại nguyện ít nhẫn cũng phải phát bốn hoàng thệ nguyện. Một, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Hai, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Ba, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Bốn, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Người xuất gia ở chùa Kim Sơn chúng ta ít nhất phải chứng tứ quả A-la-hán mới không cô phụ tâm thành của thị tín mười phương đến cúng dường, do đó đều phải phát đại nguyện thành đại Bồ Tát môn này địa đại lực ngộ được và môn này cảnh giới này môn giải thoát này vị chủ sân thần đã được quang minh minh bạch ngộ vào được thấy các chúng sinh trôi nổi khổ tất cả nghiệp chướng luôn trói che dùng trí huệ quang diệt trừ sạch giải thoát này của phổ thắng thần thấy các chúng sinh trôi nổi khổ và thấy tất cả chúng sinh trôi qua trôi lại ở trong sáu nẻo luân hồi chẳng dứt tất cả nghiệp chướng luôn trói che Tại sao chúng sinh trôi nổi trong sinh tử? Vì có tất cả nghiệp chướng. Nghiệp chướng này từ đâu đến? Là từ mê hoặc đến. Có mê hoặc thì chẳng thể tu đạo. Chẳng tu đạo thì luôn luôn bị nghiệp hoặc trói buộc, che đậy. Dùng trí huệ quang diệt trừ sạch. Sử dùng trí huệ quang minh để phá trừ vô minh của chúng sinh, diệt trừ ngu si ám chướng của chúng sinh, hết thảy tất cả chướng ngại đều tiêu diệt trừ sạch giải thoát này của phổ thắng thần môn giải thoát này vị chủ sơn thần oai quang phổ thắng thấu rõ được trong mỗi lỗ lông vang diệu âm tùy tâm chúng sinh khen chư phật thầy khắp mười phương vô lượng kiếp quang luân thần vào được môn này trong mỗi lỗ lông vang diệu âm trong mỗi lỗ chân lông của phật đều vang ra âm thanh vi diệu không thể nghĩ bàn diệu âm đó diễn nói diệu pháp không thể nghĩ bàn cho chúng sinh nghe tùy tâm chúng sinh khen chư Phật, hay tùy thuận tâm chúng sinh để khen ngợi tất cả các đức Phật. Thầy khắp mười phương vô lượng kiếp, chẳng những Phật ở trong một thế giới, vang ra diệu âm giáo hóa chúng sinh mà là khắp hết thảy mười phương thế giới. Vì chúng sinh mà nói Pháp, cũng chẳng phải trong thời gian ngắn sẽ nói diệu âm, mà là thời gian dài trong vô lượng kiếp giáo hóa chúng sinh. Quang luân thần vào được môn này, Vị chủ sơn thần vì mật quang lần thấu rõ cảnh giới này mà vào được muôn giải thoát này. Khắp mười phương Phật đều hiện tiền, đủ thứ phương tiện nói diệu pháp, rộng ích chúng sinh các biển hạnh, sở ngộ này của hiện kiến thần. Khắp mười phương Phật đều hiện tiền, pháp thân của Phật tận hư không khắp pháp giới, cho nên đầy khắp mười phương thì hiện khắp ở trước chúng sinh. Đủ thứ phương tiện nói diệu pháp, Phật dùng đủ thứ pháp môn phương tiện khéo léo để diễn nói diệu pháp, giáo hóa chúng sinh, cho đến chúng sinh ở trong mộng. Phật cũng vào trong mộng để vì chúng sinh nói diệu pháp, hà huống là lúc chúng sinh tỉnh. Phật càng dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để giáo hóa chúng sinh ngu si, rộng ích chúng sinh các biển hạnh. Phật vì muốn rộng lợi ích chúng sinh, cho nên tu đủ thứ hạnh môn. Hạnh môn tu không bờ bến như là biển cả, cho nên nói các biển hạnh sở ngộ này của hiện kiến thần môn giải thoát này vị chủ sân thần phổ Nhã hiện kiến ngộ hiểu được pháp môn như biển vô biên lượng một âm nói ra khiến hiểu rõ trong tất cả kiếp nói chẳng hết kim càng mục vào phương tiện này pháp môn như biển vô biên lượng pháp môn của phật như biển cả vô lượng vô biên cũng chẳng có vờ mé cũng chẳng có hạn lượng một âm nói ra khiến hiểu rõ, Phật dùng một âm diễn nói Pháp, chúng sinh tùy loài đều hiểu rõ. Người trời nghe thì ngôn ngữ trên trời, con người nghe thì ngôn ngữ của nhân gian, súc sinh nghe thì ngôn ngữ của súc sinh, chúng sinh trong sáu nẻo nghe đều hiểu rõ. Trong tất cả kiếp nói chẳng hết, Phật nói Pháp chẳng nhàm mỏi, chẳng mệt nhọc, luôn luôn vì chúng sinh nói Pháp, luôn luôn giáo hóa chúng sinh, diệu Pháp này trải qua tất cả đại kiếp, cũng nói chẳng hết. Kim Cang mục vào phương tiện này. Vị chủ sơn thần Kim Cang kiên cố nhãn, minh bạch cảnh giới này mà vào được môn giải thoát phương tiện này. Lại nữa, chủ địa thần Phổ Đức Tịnh Hoa được môn giải thoát dùng tâm từ bi, niệm niệm, quán sát khắp tất cả chúng sinh. Nghĩa lý trên, chưa nói hết lại tiếp tục nói. Vị chủ địa thần Phổ Đức Tịnh Hoa hay kiến khắp trong tâm của tất cả chúng sinh sinh ra công đức, nở hoa thành tịnh trang nghiêm. Ngài là thần chủ quản đất đai. Nếu chẳng có thần đến quản lý đất đai, thì bụi đất sẽ bay tán đi hết, địa cầu chẳng còn tồn tại. Ngài đắc được cảnh giới ở trong Phật Pháp biết được. Phật dùng tâm từ bi ở trong niệm niệm quán sát khắp chúng sinh, cứu khổ chúng sinh, ban vui cho chúng sinh. Ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ địa thần kiên phước trang nghiêm được môn giải thoát hiện khắp tất cả chúng sinh phước đức lực vì Chủ địa thần kiên phước trang nghiêm hay khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm bổ đề mà vào biển công đức đắc được phước trang nghiêm kiên cố ngài khắp khiến cho chúng sinh tăng trưởng sức phước đức tức là tu phước tu huệ tu đức tu đến khi viên mãn thì sẽ giải thoát ngài đắc được môn giải thoát này Chủ địa thần diệu hoa nghiêm thụ được môn giải thoát khắp vào các pháp sinh ra tất cả cõi phật trang nghiêm chủ địa thần diệu hoa nghiêm thụ những cây của ngài lớn lên rất trang nghiêm hoa nở cũng rất vi diệu thành tịnh ngài có thể vào khắp tất cả các pháp mà sinh ra tất cả các cõi phật trong mười phương rất trang nghiêm vi diệu ngài đã được môn giải thoát này chủ địa thần phổ tán chúng bảo được môn giải thoát tụ tập đủ thứ các tam muội khiến cho chúng sinh tiêu trừ chứng cấu vị phổ tán chúng bảo chủ địa thần này biết chúng sinh thích bảo bối cho nên giải khắc vàng bạc lưu ly pha lê sa cử xích châu mã não bảy báu để bố thí cho chúng sinh ngài minh bạch được phật thuở xưa ở tại nhân địa tù đủ thứ các tam muội hay ở trong định khiến cho tất cả chúng sinh tiêu trừ chướng cấu chẳng còn tâm nhiễm ô ngài đắc được môn giải thoát này Chủ địa thần tịnh mục quán thời được mô giải thoát khiến cho tất cả chúng sinh thường du hí khoái lạc. Vị chủ địa thần tịnh mục quán thời, mắt của Ngài thành tịnh, quán xác được nhân duyên ba đời. Ngài hay quán căn cơ của chúng sinh, biết chúng sinh thích du hí, thích khoái lạc. Ngài dùng tam muội này để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh thường du hí, thường khoái lạc. Ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ địa thần Kim Sắc Diệu Nhãn được một giải thoát thì hiện tất cả thân thanh tịnh để điều phục chúng sinh. Vị chủ địa thần Kim Sắc Diệu Nhãn, thân của ngài phóng ra sắc vàng, mắt vì diệu của ngài quán sát được căn tính của chúng sinh trong mười phương, ngài hiện khắp tất cả diệu pháp thân thanh tịnh để điều phục tất cả chúng sinh khó điều phục, khiến cho chúng sinh can cường biến thành nhu hòa, khiến cho chúng sinh sân hận sinh tâm hoàn hỉ ngài đắc được môn giải thoát này chủ địa thần hương mao phát quang được môn giải thoát biết rõ biển công đức của tất cả chư phật có đại oai lực chủ địa thần hương mao phát quang lỗ lông của ngài đều phóng ra hương thơm để ngài giữ giới luật tinh nghiêm nếu chúng ta giữ giới thành tịnh thì thân thể sẽ tỏa ra mùi thơm Người giữ giới chẳng thanh tịnh thì thân thể tỏa ra mùi hôi hám Vị chủ địa thần này chẳng những tỏa ra mùi thơm mà còn phóng quang minh Quang minh hương thơm này chiếu khắp chúng sinh khiến cho chúng sinh hoan hỉ Học tập Phật Pháp Ngài biết rõ biển công đức của chư Phật tu Có sức đại oai đức Sức đại oai đức này nếu chúng ta tu hành thì sẽ có đủ Ngài đắc được môn giải thoát này Chủ địa thần tịch âm duyệt ý được môn giải thoát khắp nhiếp trì biển lời nói âm thanh của tất cả chúng sinh. Vì chủ địa thần tịch âm duyệt ý, vì âm thanh của Ngài chẳng nghe được, song khiến cho người sinh tâm hoàn hỉ. Ngài khắp nhiếp trì biển lời nói âm thanh của tất cả chúng sinh, thu hết lời nói âm thanh của chúng sinh lại. Đây là dùng âm tịch tĩnh mà thu âm thanh động của chúng sinh. Ngài đã được môn giải thoát này. Chủ địa thần diệu hoa toàn kế được một giải thoát sung mãn cõi Phật, lìa tính cấu bẩn. Vị chủ địa thần diệu hoa toàn kế có hương hoa vi diệu không thể nghĩ bàn. Hương hoa này hướng về bên phải duy truyền, kết thành bảo kế. Ngài đắc được cảnh giới của Phật, cảm thấy Phật là hương quang phổ chiếu. Mỗi lỗ chân lông đều phóng ra mây hương hoa để khắp mười phương thế giới, cho nên sung mãn cõi Phật, khiến cho tất cả chúng sinh thấy được thứ mây này thì đều xa lìa tất cả tâm ô nhiễm mà đắc được bồn thể thanh tịnh, ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ địa thần Kim Cang Phủ Trì được môn giải thoát, pháp luân của tất cả chư Phật nhiếp trì khắp xuất hiện. Vị chủ địa thần Kim Cang Phủ Trì, đất đai của ngài quản lý cứng chắc như Kim Cang, chẳng cách chi phá hoại được. Ngài đắc được pháp luân sở nhiếp trì của tất cả chư Phật mười phương ba đời. Tuy nhiên chúng ta đang ở thời mạt Pháp nhưng hiện tại giảng Phật Pháp Tức cũng như pháp của chư Phật quá khứ đã giảng. Những pháp này hữu tương nhiếp trì, pháp này thông với pháp kia, pháp kia cũng thông với pháp này, liên dung với nhau hữu tương vô ngại. Vì Phật Phật đạo đồng cho nên bánh xe pháp của Phật cũng tuần hoàn không ngừng, hết rồi lại bắt đầu, khi Phật chuyển bánh xe pháp thì nhiếp trì tất cả chúng sinh, khiến cho họ y pháp tu hành, khắp xuất hiện thành Phật đạo. Ngài đã được môn giải thoát này. Bây giờ chủ địa thần phổ đức tịnh hoa nương oai lực của Phật quán sát tất cả chúng chủ địa thần mà nói bài kệ rằng Lúc đó vị chủ địa thần phổ đức tịnh hoa nương đại oai thần lực của Phật quán sát khắp tất cả chúng chủ địa thần mà nói ra bài kệ bốn câu tán thán cảnh giới của Phật Thuở xưa như lai trong niệm niệm môn đại tử bi không thể nói tu hành như thế không ngừng nghỉ nên được thân kiên cố bất hoại thuở xưa như lai trong niệm niệm trong quá khứ ở tại nhân địa phật tu đủ thứ hạnh môn ở trong niệm niệm chẳng quên chúng sinh phật thường tu từ bi hỷ già bốn tâm vô lượng thường tu pháp từ bi tam muội để cứu độ chúng sinh ra khỏi biển khổ mà được giải thoát môn đại tử bi không thể nói môn đại tử bi tức là dùng tâm đại từ và tâm đại bi để đối đãi bình đẳng với chúng sinh tức cũng là vô duyên đại tử đồng thể đại bi môn đại tử bi tức cũng chẳng có biểu hiện tâm sân hận giống như bồ tát thường bất khinh khi ngài tu bồ tát đạo gặp chúng sinh thì lễ lại miệng nói tôi không dám khinh các vị các vị đều sẽ thành phật Xong có người mắng chửi ngài quá ngu si, có người đánh ngài quá điên phùng, Nhưng bất cứ họ đối đãi, bất kính với ngài như thế nào, ngài vẫn dùng tâm từ bi để tha thứ họ, tuyệt đối chẳng sinh tâm sân hận và giống như tiền ông nhẫn nhường tu đạo ở trong núi bị vua can lợi chặt đứt chi thể mà ngài cũng chẳng sinh tâm sân hận đó đều là biểu hiện tu môn đại từ bi tu hành như thế không ngừng nghỉ giống như tu từ tâm tam muội tức là đối với tất cả chúng sinh sinh ra tâm đại từ bi hạnh môn như thế dù tu vô lượng vô biên đại kiếp cũng chẳng khi nào xong cho nên nói không ngừng nghỉ tóm lại dù tu thành Phật vẫn phải tu từ bi hỷ xả bốn tâm vô lượng không ngừng. Nên được thân kiên cố bất hoại, vì Phật chẳng bao giờ giết hại sinh mạng của chúng sinh cho nên thân của Phật kiên cố như kim cang chẳng bao giờ tổn hại. Thân thể của chúng ta tại sao chẳng kiên cố và nhiều bệnh là vì chẳng tu giới sát sinh cho bình mãn, phải minh bạch nhân quả. Vì sao người, vì sao bị người ta giết là vì trong quá khứ đã từng giết người, Tại sao bị người ta đánh chửi? Là vì trong quá khứ đã từng đánh chửi người. Khi nhân duyên đến thì phải chịu quả báo, do đó trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Nếu chúng ta tù từ tầm tàm muội chẳng sát sinh, chẳng sân hận thì tương lai thân thể cũng sẽ kiên cố bất hoại, chẳng bệnh tật mà mạnh khỏe. Ba đời chúng sinh và Bồ Tát, hết thảy tất cả các phước tụ, đều thấy trồng lỗ lông như lai, phước nghiệp